Ghi chép chuyện cúng dường Địa Tạng Bồ Tát Hà Khải Phồn. Tôi biết đến Địa Tạng Bồ Tát là do nhân duyên của 2 năm về trước. Chính thức cúng dường Địa Tạng Đại Sĩ là việc của nửa năm trước. Cha mẹ của tôi vốn tín ngưỡng đa thần, thần Phật đều không phân biệt rõ ràng. Từ khi tôi cúng dường Đại Sĩ thì cha tôi trải qua một việc bất khả tư nghì như mộng cảnh. Này đem chuyện linh cảm này kể lại một cách trung thực. Gia đình tôi rất nghèo khó, một nhà 10 miệng ăn, chỉ mình tôi có thu nhập để duy trì kinh tế gia đình, sinh hoạt rất quẫn bách, điều đó có thể biết được. Cha tôi tuổi già, không làm gì cả, hết ngày chỉ biết sầu muộn. Một tối nọ, cha tôi nằm mộng, thấy thần thức đi đến một ngọn núi, đang đi thì thấy một vị trưởng giả, mặc long bào xưa, đưa tay ngoắc ông đến, bảo ông đừng đi đến phía trước nữa, rồi với lời lẽ nhu nhuyễn, ông bảo cha tôi rằng, ông đừng lo buồn nữa, vì tương lai gia đình ông sẽ tốt lên, đó là nhờ con gái của ông vậy. Nói xong lại tụng cho ông nghe một bài kệ, đại ý dự báo tương lai của gia đình tôi rất sáng lạn và cha tôi sẽ thọ đến 80 tuổi. Đáng tiếc là khi thức giấc, ông đã quên mất bài kệ ấy. Trước đây, nhà tôi ở đường Giảng Võ, nhà thuê rất đắt. Về sau, cha tôi muốn tìm nhà khác, đầu tiên ở làng Hồng Môn kế cận. Ông tìm được một căn phòng, tiền thuê một tháng là hơn 300 đồng, đầy đủ tiện nghi, nhưng do hoàn cảnh chưa tốt, nên cha mẹ không quyết được có dời nhà hay không. Tôi mới cầu nguyện Bồ Tát, xin Đại Sĩ chỉ bảo cho. Tối hôm ấy, cha tôi nằm mộng, thấy căn phòng ấy bị một cơn bão lớn làm sụp đổ. Cha tôi biết là Bồ Tát cảnh báo, nên bỏ qua không bàn đến nữa. Sau đó, thông qua một người bạn giới thiệu, chúng tôi đến một trang viên ở Bắc Đồn, có cho thuê một căn phòng. Trước chúng tôi thì đã có một người trả giá rất cao để thuê phòng ấy, nhưng chủ nhà không chịu. Không ngờ khi cha tôi đến để thương lượng, chủ nhà đồng ý liền, mà cũng chẳng phải đặt cọc tiền trước, đó thật là kỳ tích. Như thế đủ biết thần lực Bồ Tát bất khả tư nghì, gia hộ sắp đặt hết vậy. Một ngày nọ, cha tôi nói chuyện với tôi, bảo rằng ông nằm mơ, thấy một vị tổ cô. Tôi liền nói với ông, nếu như tổ tiên thác mộng, đó là họ đang ở trong địa ngục, chưa thoát ra được, nên thác mộng xin chúng ta siêu độ cho họ. Cha hãy cho con danh sách của tổ tiên, để con tụng kinh siêu độ cho họ. Tối hôm đó, cha tôi lại nằm mộng, đi đến một nơi, gặp một người mà phục sức cũng như diện mạo, không giống nhân sĩ Trung Quốc, mà giống như người ở thế giới khác, cảnh sát ở hai bên đường, cũng đẹp đẽ kỳ diệu. Rồi có một người đi đến bảo cha tôi rằng, xin ông hãy cho tôi danh sách tên họ tổ tiên của ông. Cha tôi mới đưa cho ông ta danh sách, người ấy cầm rồi quay lưng bỏ đi. Bấy giờ có một người đứng bên đường bảo cha tôi rằng, người mới bảo ông đưa danh sách là một nhân vật bất khả tư nghì. Ông ta lấy danh sách, chắc để giúp đỡ tổ tiên ông đó. Sau đó có người đưa cha tôi đến một con thuyền, không biết đi qua những nơi nào. Rồi ông tỉnh dậy. Bình thường mỗi khi tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, tôi thường đem công đức hồi hướng chúng sanh ở các địa ngục khắp mười phương hằng hà sa thế giới, nguyện cho họ diệt được vô lượng tội, sớm được siêu sanh tịnh độ. Với tâm tinh khiết, thuần thành thì có thể cảm ứng đến Bồ Tát. Ngày 20 tháng 2, cha tôi đang ngủ trưa, bỗng nhiên nghe thấy trong khách đường, nơi cúng dường Đại Sĩ, tràn đầy mùi hương mai đàn. Cha tôi lấy làm lạ, vội đi vào xem. Thấy trong bát nhang của Đại Sĩ không có hương đốt, nhưng trong nhà vẫn tràn mùi hương lạ, vi diệu hương khiết, không giống hương của nhân gian. Chẳng biết mùi hương lạ này từ đâu mà đến. Sau này nói lại chuyện này, tôi và cha đều nghĩ rằng chắc là Đại Sĩ thân hành quang lâm. Chỉ tiếc là chúng tôi nghiệp chướng sâu dày, không thể tận mắt chiêm ngưỡng thánh dung của Ngài. Tiếc cơ hội đã qua, chỉ còn hoài cảm tiếc hận thôi. Cha tôi có nhiều cảm ứng với Bồ Tát, cho nên tâm càng ngày càng trí thành kính ngưỡng. Cũng từ đây mà đối với Phật, Bồ Tát có sự phân biệt thần kỳ, có sự nhận biết chính xác với Phật, Bồ Tát. Sau cùng, tôi mong mỏi các thiện nam, thiện nữ tu tịnh độ, xem qua các cố sự này, nên ngay bây giờ phát tâm cúng dường Địa Tạng Đại Sĩ, oai thần và nguyện lực của Đại Sĩ thật bất tư nghì, cúng dường Đại Sĩ,
hiện tại sẽ được an lạc vi diệu, chuyển hóa được túc nghiệp, không gặp các sở chết ngang trái. Người tu tịnh độ sợ nhất là khi mạng sắp hết, lại gặp túc nghiệp khổ báo hiện thời. Do đó, người tu hành mà biết cúng dường Địa Tạng Bồ Tát sẽ không gặp các báo ứng như tật bệnh hoặc đột tử, huống chi khi lâm chung, còn được sự gia hộ trợ duyên của Bồ Tát, được vãng sanh cực lạc. Vì thấy cúng dường Địa Tạng Bồ Tát có các thứ lợi ích như thế, nên tôi chí thành cầu nguyện, các vị thiện nam thiện nữ hãy chí thành trì niệm danh hiệu của chư Phật và thánh hiệu của đất Địa Tạng. Ha ha ha,